bột mì. Chậu, cái nồi ra mình rửa cái rau đi. Lúc đợi đợi. Tất nhiên con tưởng bố rửa rau rồi. Chưa. Con đợi tôi lúc đợi chảo khô không thì rán trứng xong không là con rửa rau nhá. Rửa hai lượt nhá, hai ba lượt nhá. Vâng. Kể đây. Kiểu nước để sao lại đổ một chỗ kìa. Để đổ một chỗ đấy chạy hai bên. Nhúng một phát.
nhanh lên. Bật luôn số 7 nhanh. Con để giá từ từ. Nó vào con để đến lục dao cho số cao. Quặn được bố ơi, có cái phần dính chắc quá. Thế thôi vậy con chỉ nhấc từng miếng lên chứ không quặn. Để từng lát.